xin chào các bạn thì sữa chua truyền thống với lại sữa chua trái cây thì nó có khác nhau như thế nào thì hôm nay nhí sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách làm sữa chua truyền thống và sữa chua trái cây thì cũng rất đơn giản và rất nhanh cụ thể hôm nay thì mình sẽ làm sữa chua với dâu tây làm sữa chua mà mình thêm trái cây vào thì ăn rất là ngon và rất là thơm thì mình có chuẩn bị một ít dâu tây tươi chín đỏ thì mình làm nó sẽ ngon và thơm nguyên liệu kế tiếp thì mình có sữa đặc sữa tươi và sữa chua cái không đường thì trước đây mình có làm nhiều cái món sữa chua thì có nhiều bạn hỏi mình là một hộp sữa tươi như vậy là bao nhiêu thì một hộp là một lít nha thì mình chuẩn bị khoảng 200 trăm gram dâu tây thì mình lặt cùi sau đó mình rửa sạch và bây giờ nhí sẽ cho vào cái máy xay mình xay cho nó thiệt là nhuyễn luôn nhuyễn như thế này nè các bạn là được bây giờ thì mình sẽ cho ra một cái tô sau khi mình xay dâu tây xong thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi ra một cái nồi thì mình sẽ cho hai hộp sữa tươi tương đương với 2 lít và mình sẽ cho lên bếp và mình nấu thì trước đây có nhiều bạn nói mình là làm sữa chua nấu như vậy thì nó sẽ không đông thì cái phần quan trọng nhất là mình nấu mình canh cái độ nóng các bạn cũng có thể dùng tay mình thử khi mình nấu cái phần sữa tươi này nó nóng cỡ khoảng 30 đến 35 độ mình thọt tay vào mà không bị bỏng là được sau đó thì mình tắt lửa mình nhắc ra khỏi bếp và mình cho thêm vào trong cái nồi này là 700ml sữa đặc không đường thì loại nào cũng được các bạn sử dụng cái hãng nào cũng bây được. giờ thì mình sẽ dùng cái vá mình khuấy đều lên cho có phần sữa tươi và sữa đặc nó hòa quyện cùng nhau các bạn có thể khuấy 7 lần 7 49 lần cũng được có nhiều bạn thì kêu khuấy một chiều thì sữa chua nó sẽ đông nhưng mà đó là cái lý thuyết thôi chứ thật sự mình khuấy hướng nào nó cũng đông hết nha khi mình thấy cái phần sữa tươi và sữa đặc nó hòa quyện cùng nhau thì mình sẽ cho hai cái hũ sữa chua cái không đường vào thì cái hũ sữa chua cái này thì các bạn cũng có thể sử dụng loại nào cũng được mình thấy nó ok là được nha thì lúc này thì các bạn sẽ khuấy đều lên một lần nữa để cho tất cả các hỗn hợp nó hòa quyện cùng nhau. Và bây giờ thì mình sẽ chia cái phần sữa chua này ra làm hai phần. Một phần là mình làm theo cách truyền thống và một phần thì mình sẽ làm sữa chua với dâu tây. Bên cạnh đó thì trên thị trường nó có hàng trăm loại trái cây từ hàng nội đến ngoại nhập, các bạn thích cái loại nào thì mình cho vào cho nó phù hợp với khẩu vị của mình nha. Trong nấu ăn cũng như trong cuộc sống không có gì đúng không có gì sai, miễn mình thấy ngon, thấy phù hợp, thấy thích là được nha thì bây giờ nhí sẽ cho cái phần sữa chua này ra một cái bịch thì mình sẽ cho ra bịch nhỏ hoặc là các bạn cũng có thể cho vào những cái hũ hoặc cái ly hôm nay mình vẫn sử dụng cái cách cũ là không cần ủ bằng nước sôi hoặc nước nóng thì có nhiều bạn làm không thành công thì theo mình thì một phần lớn là các bạn đun cái phần sữa chưa đủ, đủ nóng. Nếu mà sau 8 tiếng hoặc 6 tiếng các bạn kiểm tra thấy cái phần sữa chua nó không đông thì các bạn có thể nấu nước sôi cả khoảng 60 70 độ các bạn cho vào và các bạn ủ tiếp khoảng 2 đến 3 tiếng nữa thì sữa chua chắc chắn là sẽ đông. Sau khi mình cho sữa chua vào những cái bịch nhỏ xong thì mình sử dụng một cái bọc lớn và mình cuột lại như thế này và mình để tự nhiên bên ngoài như thế này 8 tiếng đồng hồ sữa chua sau khi mình để 8 tiếng như thế này thì bây giờ nhí sẽ mở ra và kiểm tra cho các bạn coi nhí đảm bảo với các bạn là một phần trăm sữa chua nó đông nha và những cái bạn nào mà làm sữa chua truyền thống mà ủ bằng nước sôi đó thì các bạn ủ nước sôi mà nóng quá thì sữa chua cũng không đông cái tốt nhất các bạn nấu nước ấm khoảng 50 đến 60 độ là được thì sau khi mình ủ 8 tiếng thì nhí kiểm tra cái hũ sữa chua nó đông cứng luôn nè các bạn đây các bạn coi nè nó có cái lỗ hơi nè các bạn nhìn kìa rất là cứng luôn như thế này thì mình để vào trong tủ đông và mình ăn thôi. Hoặc là các bạn có thể để vào tủ mát. Và cái cách làm này thì mình để vào trong tủ đông thì nó cũng không bị găm đá luôn nha. Thì bây giờ nhí sẽ cho sữa chua này vào trong tủ đông và mình để 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Mỗi gia đình mà mình làm sữa chua này ăn là em bé hoặc là những chị em phụ nữ ăn rất là tốt cho sức khỏe nè, đẹp da nè và giúp cho hệ tiêu hóa rất là tốt. Thì sau khi mình để vượt 8 tiếng đồng hồ trong tủ đông thì bây giờ nhí sẽ cắt ra và mời các bạn cùng thưởng thức nha. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm sữa chua với trái cây, cụ thể là dâu tây thì các bạn nhớ like clip và giúp nhí chia sẻ cái clip này rộng rãi để bạn bè người thân được xem. Bạn nào lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn nút đăng ký kênh, các bạn nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất khi nhí ra clip mới. Thì bây giờ nhí sẽ mời các bạn cùng ăn thử. Cái sữa chua như thế này thì rất là ngon và mình làm mình ăn thì rất là chất lượng luôn tại vì mình làm 100% là sữa tươi không, không có nước thì sau khi mình ăn thử thì cái phần sữa chua rất là dẻo và rất là thơm độ ngọt độ chua rất là vừa phải và đặc biệt mình cho cái dâu tây á, thì mình ăn rất là thơm còn ở bạn. nhà các bạn làm như thế nào thì đừng quên bình luận cho nhí biết thông qua clip này thì các bạn cũng có thể làm theo clip nhí hướng dẫn để cho gia đình người thân mình trải nghiệm còn bây giờ thì nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tiếp theo và các bạn